Ôi gác không ơi. Nó xiển điển không à. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà, tối bữa nay gia đình mình thì thu lại giùm con đi. Cái gì? Gia đình mình đi vô nước thì nó lên rồi. Tại đi bắt ốc. Đi bắt ốc về. Bắt ốc về có xả ớt làm món gì đó là cải thiện bữa cơm thôi nha. Con chim. Con chim để ở dưới quê mà mùa nước thì mùa nào thì sắm theo tìm thức ăn theo mùa đó. Đặt ở nhà thấy ở dưới quê ốc thì nó nằm như vậy. Mùa ốc vu vàng thì nó nằm như vậy. Kìa, đó con nó kìa, đó con bự nữa kìa. Hai ba con nè. Cái gu non, tí bắt được cái gu non kìa. Kìa nè, nè, nè. Ở đây con nữa. Nè không phải. Chìm dưới, chìm dưới. Ba nhìn nữa. Cái gu non. Cái gu non hả? Trời ơi. Hả? Để cho lớn. Đi, đi bữa nay mình đi thì mình lựa những con là bự nữa nha. Bự mới bắt. Ủa? Chưa? Mình sẽ làm cameraman thôi, còn hai mẹ con thì đi bắt. Đây con nữa nè. Đâu tay. Đó, dưới kìa con bự kìa. Ừ. Ừ. Quá. Không cần nó khoét. Đó, đó con thấy không? Nó bự. Cái vàng này chơi gõ xuống chung với con đó. Đó. Nó càng ngày càng nhiều ha. Đấy, mấy con nó nằm dưới đất. Đây, có mấy con nó nằm dưới đỏ. Con cóc. Ồ, con ốc nè. Nó chuẩn bị đẻ trứng nè cả nhà. Ừ. Ui, ui, chuẩn bị đẻ trứng. Gì con? Ôi, nè anh ơi. Nè. Nè, đi nữa nè. Nè, ui. Cái ham chưa? Đi hàng trước nữa kìa. Hàng trước nữa kìa. Tao bỏ dép đi. Tao bỏ dép đi. Nó không. Quà nó nhỏ xíu. Quá chừng luôn ha. Rồi con muỗng cũng trời ơi máu không rồi. Quá trời trước luôn. Thấy không? Thấy chị ở đây không? Ừ. Quá chừng luôn trời. Cái này là coi như mình hên giúp người dân nè. Ốc
trái dừa. Chụp ngốc quá bự luôn nè. Chân con. Đó thấy không? Kìa kìa kìa. Nằm dưới cỏ. Ốc quê mình mùa nước thì quá trời ốc luôn. Kìa, nó luôn nó bự quá nè. Bự chán luôn kìa. Đó, thấy không? Hai con. Ôi. Ừ. Nãy giờ nó là bự nhất ha. Đó, chút một cái đống này. Ừ. Đó. Ừ. Được như rè đấy nha. Chút xíu rồi đi nãy giờ gia đình mình đi nãy giờ chắc 20 phút không? Chắc cũng gần gần đủ ăn. Nhưng mà con cái là cực quá nên gia đình mình phải di chuyển đoạn đường đi khoảng gần 10 cây số. Chạy chi dơ ta con. Đâu? Để đi ngang luôn. Nghe vợ. Thằng thần ơi. Phê lượm được ốc phê con đó. Bây giờ tí nó bắt không à. Bày lồng rộng à. Cái bày lồng rộng có lóc con nè. Có sức không? Cái nhà coi có lóc con. Hai bảy luôn á. Hai bảy luôn á ba. Quá trời cái lâu con, có lâu con quá trời luôn. Ui. Một cái lóc bự á. Hai bầy quá. Một bầy nha, hai bầy. Coi chừng hai bầy bự á. Thì gia đình mình đi đi từ chỗ đó ra đây chắc khoảng 150 mét rồi nha. Bên đây bầy có 3 bầy. Khá xa rồi. Vậy à. Thì chỗ đó kìa. Nên quẩn quá trời cái lóc con luôn. Bên đó một bầy nè. Nên là tích. Trời đi dùng cái hỏi à, đi bước qua này. Ốc bự thấy nó nằm trên cái cây đó thấy không? Thấy không? Ốc bự nằm trên cây thấy không? Đi nhận chuyện trứng nó đẻ luôn á. Nếu mà nãy giờ mà bự chán gì không, trời ơi đầy vỏ rồi ha.
ít hơn kia. Con dục thơm đi. Dạ gầm được cũng mấy kilo rồi đó. Mấy kilo rồi đó, nặng á. Nặng rồi đó, nhà cái này. Túi to. To được cháo bự rồi ha. Ốc bữa nay có hai chiếc dép ở trong đây nữa nè. Ốc màu xanh nữa nè tí. Ui. Cái gì vậy? Trứng của nó nằm trống á. Trứng gì đẻ? Đẻ. Biết rồi, nó đẻ dưới đây nè. Nước này mênh mang. Ôi dạ. Đó, đằng sau có cái máy hứng luôn. Đó, bỏ vô. Đó. Chưa? Trời ơi, Vũ ngay chút nữa lên mặt mày luôn rồi, miếng gà. Nó quá chừng luôn rồi. Đó. Đó, cái máy này, máy lượm ốc nè. Có bao đằng sau hứng luôn. Phối hợp rồi vô cá con ơi trời ơi gác không à ông ơi nó chuyển điển không à ai nhớ lượm gác dụng ngoài ông ơi ông mà xuống ốc mấy chi mấy chi hết cũng vậy ông xuống ốc gì đâu mà gác quá trời luôn nha có mấy chi con một bây giờ hai tay à, hai con vô kìa mấy con luôn kìa kìa mấy con luôn đó không rồi nó chấm rồi máy xúc ốc này ngồi dưỡng ngồi được coi. Rồi còn phải không? Bốn. Đó, đằng trước này kìa. Hết chống lưng, ở mấy bờ bên đây ít nhưng mà ốc bự không à. Mỗi lưng hay vậy? Cứ mỗi thì để mẹ. Kìa. Kìa đằng trước nữa kìa. Ngon quá chừng luôn à. Bự không? Quá chừng. Cho mẹ. Thôi kìa kìa mẹ chụp ở đây kìa. Nè ăn con nữa nè. Giờ hơi gác không ông? Ông chụp. Ông chụp gác không kìa. Kìa kìa kìa. Tiếp. Tiếp. Đây nè, đây nữa nè. Cắm đầu xuống luôn. Ôi, kìa kìa kìa. Nè mẹ. Ủa, bên đây không phải. Kìa kìa. Nó chào em tới trước luôn rồi. Quá chừng luôn trước kìa thấy không. Đó kìa kìa kìa, con bự chán luôn kìa. Từ 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 nè, bỏ vô đi. Cỏ. Máy xúc ốc rồi cỏ không. Rớt rớt ốc bự đó nha. Rớt đây. Mẹ gà cái túi luôn rồi đó. Bò luôn rồi. Kìa 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 anh ơi. Coi kìa ốc bự. Quá trời bự luôn nè. Thôi. Để cho bà coi bự cho em. Ôi, nè, con ốc đó với con ốc này nè. Nè, thấy không? Cái là nó teo rồi luôn. Con nào nó không teo. Đâu rồi? Đây. Nặng lắm á. Tao kêu gì? Chưa. À, gia đình mình chút xíu nữa là đi vô tới với cái cây trụ điện đó thì nhưng mà cái nhạc già chưa ạ. Cái cây hôm nay à
không thấy đôi dép mày ra cho mẹ mang. Ôi, đôi dép của con hồi nãy để khúc nào rồi? Đi nãy giờ cũng được một lúc rồi nha, không biết là bao lâu rồi, cho nên giờ là mình bắt được như đây, đây nhiều hết đây, chắc về mình coi vậy chứ mình ăn cũng không có hết đâu nha, về không có em mình ăn hết ốc, mình lấy ra mình lấy cái phần đầu của con ốc này thôi, chứ mình cũng không có nguyên con ốc mình ăn, mình chỉ ăn được cái phần đầu thôi. Thôi giờ mình về ngày mai mình làm món gì đó rồi tiếp tục là cái video cho cả nhà ha, xem ha, chia sẻ cho cả nhà ở dưới quê mình là vậy đó. Đây là nguyên cái hộp ốc mà hôm bữa mình và Khoa đi bắt, đây được bao nhiêu đây nè cả nhà, để một hồi mình sẽ kho xả cho cả nhà xem nha. Cơm cho Pha ăn trước, Pha đói bụng rồi. Đây, Pha khoái ăn cơm với dĩa. Tại vì ba Pha nói là ăn cơm dĩa y chang như là ở trên tiệm nghe bán cơm. Đây, bây giờ mình sẽ gắp ốc cho Pha. Đây, cơm đây, gắp bên đây rất là thơm. Đâu có ăn được rồi. Rồi chúc cả nhà của chị ăn cơm dễ nha. Bye bye.